Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghề Giải Trí TV. Và trong bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về bố ruột của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, và tuổi thơ trong gia đình đó như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Xuân Nhuệ là bố đẻ của Nguyễn Xuân Đường, năm nay 80 tuổi, chủ quán tại thành phố Thái Bình, có vợ là bà Vũ Thị Liên. Căn nhà hiện bố mẹ của Nguyễn Xuân Đường sinh sống ở trên con đường Nguyễn Danh Đới, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cuộc sống của gia đình ông bà và tuổi thơ của Đường Nhuệ là cả một câu chuyện dài. Sau khi kết hôn với bà Vũ Thị Liên thì vợ chồng của ông bà sinh hạ Đường vào năm 1971. Khi đó ông là giáo viên, còn vợ làm ở nhà máy tơ của Thái Bình. Cuộc sống khó khăn, ông Nhuệ vẫn động viên vợ cùng nhau nuôi dạy các con. Thế nhưng khi Đường 7 tuổi thì bà Liên đã dứt áo ra đi do cuộc sống quá cơ cực. Bà tìm hạnh phúc mới và bỏ lại ông Nhuệ gà trống nuôi con. Ngày ấy gia đình của ông ở nhà tập thể, dưới Đường còn có một em gái. Nguồn sống chính của ba bố con chính là số gạo ít ỏi được phân phát. Đến khi hết gạo thì nhà phải ăn độn khoai, độn sắn mỗi ngày. Đến năm 1984, ông Nhuệ đi bước nữa rồi sinh thêm một người con trai vào 2 năm sau. Cuộc sống khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. Do Đường và các em còn nhỏ, chưa phụ giúp được nhiều cho gia đình. Học hết lớp 8, Đường được bố mẹ gửi về quê ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình để tiếp tục học tập. Sau một thời gian thì Đường quay trở về thành phố để theo học lớp bổ túc văn hóa. Không có công việc làm ổn định nên sau khi học xong thì Đường xin sang Nga để lao động. Tại đây, Đường quen một người phụ nữ gốc Việt rồi nhanh chóng cưới xin, có với nhau một cô con gái. Cuộc sống xứ người khó khăn nên Đường chia tay vợ cả rồi về nước. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Đường quen biết và đến với Nguyễn Thị Dương, một người phụ nữ cũng đã từng qua một lần đò. Sau một năm làm đám cưới thì vợ chồng của Dương Đường sinh một con trai, mua nhà ở khu vực đường Lý Thường Kiệt. Đến năm 2010, hai vợ chồng Đường chuyển về số nhà 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cũng từ đây, vợ chồng của Đường đã bắt đầu cuộc sống giang hồ, từ bảo kê, cho vay nặng lãi, thu phí và cả những trường hợp người chết đi hỏa táng. Đường Nhuệ không chỉ nổi danh trong lĩnh vực bất động sản, còn được nhắc đến như một đại ca giang hồ, trùm xã hội đen khét tiếng. Đường chuyên cho vay nặng lãi và sẵn sàng ra tay độc ác với bất cứ ai, đặc biệt là các con nợ. Trải lòng về câu chuyện gia đình của Đường Nhuệ dính vào hàng loạt điều tiếng không hay và bị tạm giữ, ông Nguyễn Xuân Nhuệ, bố của đại gia giang hồ Thái Bình, tỏ ra buồn bã. Vợ chồng của Đường Nhuệ là cái tên đáng chú ý nhiều nhất trong thời gian qua. Hai đối tượng này đã bị tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980, còn gọi là Dương Đường, bị bắt khẩn cấp ngày 7 tháng 4. Nguyễn Xuân Đường sinh năm 1971, còn gọi là Đường Nhuệ, bị bắt sau đó 2 ngày khi đang lẩn trốn tại Hà Nam. Một số bị can liên quan cũng đã bị tạm giam. Sau khi vợ chồng của Đường Nhuệ bị tạm giam, tòa nhà mặt tiền khang trang của hai đối tượng này đã đóng cửa im lìm, không còn ai qua lại. Chẳng những thế, người thân, bạn bè của họ cũng gần như ở ẩn ở trên mạng xã hội. Mới đây, trên báo chí có đăng tải bài phỏng vấn bố ruột của Nguyễn Xuân Đường, nói lên những nỗi niềm khi ông có con cái vướng vào vòng lao lý. Trong căn nhà riêng của bố mẹ Đường Nhuệ chỉ có hai ông bà già cùng với hai đứa trẻ. Khi phóng viên đến hỏi thăm, người đàn ông năm nay 80 tuổi không giấu nổi những nỗi niềm. Từ ngày con trai và con dâu bị tạm giữ, người làm cha làm mẹ như ông bà rất lo lắng. Ông Nguyễn Xuân Nhuệ cho biết Đường là con trai cả trong gia đình, dưới còn một em gái và em trai. Vợ chồng tôi đều đã già cả, đau yếu liên miên. Giờ hai vợ chồng nó cùng vào đó, có mấy đứa trẻ còn quá nhỏ, đứa lên 10 tuổi, đứa nhỏ hơn 3 tuổi. Việc chăm sóc nuôi dạy các cháu rất khó khăn, không biết xoay sở ra sao. Các con tôi có tội đến đâu thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đến đó. Mong pháp luật tạo điều kiện cho cháu về chăm lo cho lũ trẻ. Nguyện vọng của tôi chỉ là vậy. Còn các cháu có tội thì các cháu phải chịu mọi phán xét của tòa. Nỗi lo lớn nhất của tôi là lo cho tương lai của bọn trẻ, ông Nguyễn Xuân Nhuệ trải lòng. Liên quan đến vợ chồng Đường Nhuệ, rất nhiều góc khuất đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khẳng định sẽ xử lý nghiêm và không có vùng cấm trong vụ án này.
Không chỉ vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình phải khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, mở rộng điều tra các hành vi có dấu hiệu phạm tội, hoạt động có tổ chức mang tính chất xã hội đen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn.